Hello cả nhà, trên đây mình đang cầm đây là tẩy tế bào chết Kim Kiwi. Thì cái này là dành cho da mặt nha. Các bạn dưỡng da hay là không dưỡng da, dưỡng kem gì cũng vậy, thì thằng khuyên là nên bảo vệ da của mình là bằng cách là chúng ta sẽ tẩy tế bào chết một tuần một lần, không có nhiều nữa nhé. Một tuần một lần thôi, sẽ làm sạch các lớp bụi bẩn, những cái ô nhiễm ở trong máy lạnh, bụi bẩn ở quạt, máy điều hòa được. Mỗi ngày đều rất là nhiều, cho nên là da mặt chúng ta sẽ bám đầy bụi. Các bạn dùng sữa rửa mặt là rửa với nước không thể nào sạch hết được. Cho nên là mình nên dùng thêm cái tẩy tế bào chết này một tuần một lần Kim Kiwi mát lạnh nha. Cái lớp da chết này các bạn thấy không? Đó, rất là nhiều đó. Trời quá trời luôn. Đó. Một tiếp như thế này là 80g, rất là bự, mà một tuần mình xài một lần thôi. Cho nên là một tiếp là 120.000, cái tiếp này xài cả năm mới hết đó các bạn. Mình thấy không? Trời quá trời luôn nè. Đó. Cực kỳ nhiều, thoa tới đâu là mát tới đó nha. Đây, một tiếp như thế này là 120.000, 80g, rất là rẻ luôn. Tất cả sản phẩm đều có công ty rõ ràng địa chỉ và số công bố của sản phẩm, nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm Jolie nha, thương hiệu Jolie nha. Cái sản phẩm này là bán thương hiệu Jolie đã 6 năm trên thị trường rồi, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về sản phẩm nha. Mọi người cần tư vấn thêm về sản phẩm gì á thì các mình inbox cho Hằng nha. Nam nữ đều dùng được nha mọi người.